không xa mọi vòng cần nhìn cơn ly vua cha ơi mắt nông tề vui hiền non thì ngay trên sân khấu tình yêu đang vang ngay lúc này là sự hiện diện của Phương Anh và Đức Hằng. Một tràng pháo tay thật lớn và đồng nhiệt quý vị ơi. Trên đôi môi độ cười đại nguyên hạnh phúc tình yêu. Và kính thưa toàn thể quý vị, ngay từ giây phút này đây, hai bạn chính thức sẽ là của nhau để có được thành công viên mãn. Vui lòng mẹ, thỏa lòng cha thì chúng ta sẽ không thể quên được những bậc sinh thành và công đô lệ. Và ngay sau đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu đại diện phái đoàn họ nhà gái với bố Lò Văn Hoàng và mẹ Lò Thị Hương, thân sinh ra cô dâu xinh đẹp Phương Anh của chúng ta, chứa tại bản Nà Nấp, Chìm Sơn, Sông Mã, thân thương yêu dấu. Rất hân hạnh được viết chương tên trên cánh diệp hồng với gia đình họ nhà trai với bố Đường Văn Sông và mẹ Lường Thị Triệt, chú tại bản Thiếp, Chìm Sơn, Sông Mã, thân thương yêu dấu. Xin được trân trọng kính mời toàn thể các vị đại diện hai bên gia đình. Chúng ta sẽ cùng vui lòng di chuyển lên sân khấu tình yêu của đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Chiếc phần đầm hoạt sườn, cái này xung đồ lán cả hót, chơi đi chơi chăn các bà mớ. Sau tắm hơi tinh lại, bò mẹ phi đồng, đại diện phủ Hương Nhinh, các bà phủ Hương Trai. Sau mơi phủ đại diện Hương Nhinh, các bà Ải Hoàng, các bà Yên Hương, xin o lù, bà ừ, đồ nhinh, Phương Anh, các bà mớ. Cái này sau mơi phủ đại diện Hương Trai, Ải Sông, các bà Yên Triền, Dũ Bản Hít, Chiên Cường, các bà phủ đại diện Hương Trai, Hương Nhinh, Bao Lông, Phống Hà, Hòa, Bút Lào, Văn Hảo, Mình Đi, Hào Dì, Xuyền, Khẩn Ba, Sơn Khấu, Nàng Ngà, Mình Đi, sau tắm hơi tinh lại, bò mẹ phi đồng, bạn cố học anh không?
hôm nay quả thật rất vui, vui từ trong ngõ vui ra, vui từ ngõ về ngã ba vui về, vui cho hạnh phúc tràn trề và vui cho đôi lứa nên duyên vợ chồng. Và trước sự chứng kiến của toàn thể quý cô anh chị đang ngồi xung quanh mâm, điều thiêng liêng tuyệt vời nhất của đôi bạn trẻ đã đến, và ngay sau đây xin mời chú rể Đức Quảng, tài hoa đẹp trai sẽ cùng trao nhẫn tình yêu cho cô dâu Phương Anh của chúng tôi. Và chú rể có nhắn với anh Thắng cách đây một tháng rồi, quý vị ơi, kịch bản anh làm cho vợ chồng em nó phải xịn sò nhất, có 102 như anh nhá, em không muốn trùng lặp bất kỳ ai, quý vị ơi. Và xin dành tặng cho đôi đường một tràng pháo tay thật lớn lên được không, quý vị ơi. Chú rể Đức Quảng, chúng ta sẽ thực hiện một nghi thức thật trang trọng và thiêng liêng để cầu hôn cô dâu xinh đẹp Phương Anh của chúng tôi. Chiếc nhẫn vòng tròn tượng trưng cho không có điểm đầu và điểm cuối, và chú rể của chúng tôi đã quỳ xuống để nguyện xin nàng về ở bên ta suốt trọn đời trọn kiếp, và chú rể sẽ đeo nhẫn vào ngón áp út, quý vị ơi. Cô dâu chúng ta đã thuộc về chàng trai tuyệt vời đến từ mảnh đất Triều Khương. Xin mời cô dâu sẽ đánh dấu chụp hình trước tập thể 500 người yêu cũ đang hiện diện về đây. Và kể từ đây, chú rể Đức Quảng sẽ thuộc về Phương Anh rồi, quý vị ơi. Trân trọng và kính mến, và ngay trên sân khấu hạnh phúc ngay lúc này là sự hiện diện đông đủ của toàn thể những bậc làm cha làm mẹ của hai bên gia đình Triều Khương cũng như mảnh đất Trường Sơn yêu dấu của chúng ta. Và quý vị thân mến, sự hiện diện của toàn thể quý vị cùng một bác anh chị là niềm động viên lớn nhất đối với đại gia đình trong buổi tối ngày hôm nay, và hai bên gia đình cũng như cặp đôi uyên ương ngày hôm nay xin phép được quý chào và cảm ơn đến toàn thể quý vị. Vâng, kính thưa toàn thể các quý vị trân trọng và kính mến, nhân ngày hạnh phúc trọng đại nhân ngày hôm nay thì chúng ta có thể quan sát thấy trên nụ cười của những bậc làm cha làm mẹ là sự hãnh diện và cảm thấy rất là mãn nguyện khi con họ đã trưởng thành, tìm được bến đỗ cho tương lai. Và ngày hôm nay đây, nhân giờ phút trọng đại cũng như được sự chứng kiến của toàn thể quý cô bác anh chị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những lời chia sẻ của bác đại diện cho phái đoàn họ nhà gái sẽ có những lời tâm sự nhân ngày trọng đại ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính. ก็จังพ่อแม่จังไปนำอักษรก็สั่งใบก็สื่อบานตรงจุดก็หันสั่งสมคอยก็ถามหนังสมท้ายช่วยเงินก็ใครก่อสั่งบอลก็สมน้องเศร้าก็เข็นใจพ่อแม่ก็เจ้าลุงคุณตาก็สมส่วนมาอย่าเลื่อนกันจ้าสั่งบอลสมน้องเศร้าก็ยังสมมีบุญเป็นก็ยังมี น้องก้าตาอ่อยแม่น้อยอ่อนฮาก็กับนั่งเดียวสูงจุ่มเยอะก็กับนั่งเหนียวเพียงรุ่งสูงเพียงหน้าเพียงปอเพียงแม่ก็จอดที่หาเลี้ยงกระบะมือซ้ำสาวน้อยเสาก็จังไหนโอ้กันหนังจาโลโต้กันหนังเชือกแอปกระบะเส้นไหนก้อนจู่กับจังขึ้นสู้เอาความสาวกับจังขึ้นสู้ปอสู้แม่ปอแม่หายเอ็มก็สั่งบอลก็ผู้ยาก็กับนั่งก็ไปแหงงานไปตามแหงหาย เพื่อกันยังมาสอบกินสอบเจ้าแต่ไปกาหายก่อนได้ก็มาสั่งบอลพ่อแม่ผู้ตาก็ยังไปเก็บมาหาไหนชินมาเรื่องสั่งมาเนี่ยมาสั่งบอลพ่อแม่ก็ผู้ตาเสาก็จะเก็บมาหาไหนไหนตรงข้องก็มาสอบตรงจุดรู้หาเต่าเป็นโดยถูกกูกินก็มาสั่งบอลเพื่อน้องนุ่งเสาก็ยังไม่นำหน่อยเผยความกล่าวเมื่อเอาตัวแม่หายเอ็มเพื่ออ่านน้องลูกตาหน้าลูกตาลูกตาหวาน
cứ cùng bạn cứ ái thương và có hạt tên cứ nung sửa cứ đi đi phố phố mua kiếm cứ phải cân na ta nào bia cứ ma trong mưng cứ hạnh phúc đồ làm hâu sắp xuống khỏi cứ cờ so tăng nà khỏi cờ so tăng nà sang bón nó nung sâu cứ sống phải cho hết cờ so cảm ơn bố mẹ hải em cứ bây giờ bắt cá mắt trong mưng hạnh phúc đồ làm hâu nó là hào thân bằng dân muốn pi sáng khẩu hoặc sắp xuống khỏi sống phải cho hết xin được trân trọng cảm ơn những lời chia sẻ thân tình của các đại diện trong phái đoàn họ nhà gái. Và ngay sau đây, đại diện phái đoàn đến từ bản Hít Trường Cương sẽ có lời tâm sự và chia sẻ đáp lời phái đoàn họ nhà gái đến từ Trường Sơn. Xin mời. Kính chúc tình cảm gia đình hai bên thông gia, bản Hít Trường Sơ, bản Hít Trường Cương và là lớp Trường Sơ mãi mãi gắn kết cùng nhau chăm lo cho hạnh phúc của con trẻ Phương Anh và Đức Bảo. Quý vị thân mến,
Và kính thưa toàn thể quý vị, trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị cũng như quý vị đại diện cho hai bên gia đình, và ngay sau đây xin mời đôi uyên ương Phương Anh, Đức Hoàng sẽ cùng tay trong tay chúng ta tiến về bên cánh phải tình yêu để cùng đến với chiếc bánh ngọt tình yêu hình màu trắng hình tròn ngày hôm nay để tượng trưng cho điều tuyệt vời ngày hôm nay. Xin mời hai em. Đôi bạn trẻ ngày hôm nay được hưởng trái ngọt của tình yêu. Bây giờ trước sự chứng kiến của các bác anh chị hai bên gia đình cũng như bậc làm cha làm mẹ, và cũng toàn thể quý vị, đôi bạn trẻ sẽ cùng tay trong tay kết lên hoa đường bánh tình yêu. Kính thưa toàn thể quý vị, đường bánh đầu tiên đôi bạn trẻ xin được cắt. Chén đầu của bay mâm, tôi tay gần chỗ này báo bộ mẹ phía đầu ơi. Sẽ cùng
cùng hô với cháu với em, chúng ta sẽ hô vào khúc 2 3 rô 2 3 rô 2 3. Chúc mừng hạnh phúc cả nhà con quý vị ơi. 2 3 rô 2 3 rô 2 3. Chúc mừng hạnh phúc. Xin cảm ơn các quý vị. Xin mời cặp đôi hiện lương, chúng ta sẽ cùng khát vọng tình yêu nồng cháy, ly rượu xong quanh tuyệt vời. Xin mời tình tham gia, chúng ta sẽ cùng trao cho những cái cụm ly tuyệt vời ngày hôm nay. Chú thể chúng ta sẽ cùng hát vòng tình yêu, uống thật cạn ly rượu tình yêu này. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các vị đại diện cho hai bên gia đình đã bớt chút thời gian lên trên sân khấu nói lời chia sẻ cũng như ra mắt đến toàn thể quý vị hay. Quý vị đang ngồi xung quanh mâm này. Thấu món quà của bố Hoàn và mẹ Hương xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, nuôi con từ nhỏ lọc lòng quý vị ơi, và trải qua những năm tháng tần tảo nuôi con sớm hôm, vì con cha mẹ chóng già, ơn sâu nghĩa nặng như là biển đông, và niềm hạnh phúc đong đầy mà những bậc làm cha làm mẹ chứng kiến ngay hôm nay đây chính là sự trưởng thành của con. Con mình đã tìm được bến đỗ hạnh phúc tương lai, và trước khi con đến với về nhà chồng, đến từng với mảnh đất Triềm Khương sông Mã Thừa Thiên của chúng ta, thì những bậc làm cha làm mẹ sẽ dành tặng những món quà cho con, cho cái, để cho con thuyền hạnh phúc của người hiền được tiến xa hơn, đỡ nhọc nhằn và đỡ vất vả hơn. Quý vị thân mến,
nhân toàn thể các quý vị trân trọng và kính mến. Và một lần nữa được đại diện đỡ lời cho đôi đương ngày hôm nay, Phương Anh, Đức Quảng xin được cảm ơn những món quà tuyệt vời của bố mẹ, các cô chú, các bác đã dành tặng cho đôi đương ngày hôm nay để tiếp thêm tình yêu đến bên người hạnh phúc tương lai. Và kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, và ngay sau đây anh Thắng xin phép hỏi cô dâu Phương Anh xinh đẹp một chút. Phương Anh, kể từ nay về sau khi nhận hát hầu bậc thầy chàng trai giữa các bạn hết chương trường ấy bác, mặc dù có chuyện gì xảy ra? Đồng ý ạ. Em đồng ý làm gì? Làm cô dâu của anh Quảng ạ. Chỉ của anh Quảng thôi phải không? Thật tuyệt vời, và chào vào tay tân lớn quý ơi. Dạ vâng, và ngay sau đây MC xin phép được đứng cạnh chú rể điển trai Đức Quảng. MC Dung Su chưa là gì đâu, 1/3 thôi quý vị ơi. Vâng, hôm nay tỏa sáng nhất chính là chú rể Đức Quảng của chúng ta. Và Đức Quảng hãy thành thật với anh Thắng rằng là kể từ nay về sau có nhận yêu thương lấy cô gái bế bằng Phương Anh của chúng tôi không? Một người và mãi mãi. Chỉ một và một và mãi mãi. Rất hạnh phúc, yêu em và mãi mãi. Và một chàng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho đôi đương ngày hôm nay quý vị ơi. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và từ đây như đũa có đôi, như thuyền cố bến, như đàn có dây, từ đây chung chiếu, chung phong, chung màn, chung muôn lời thở tiếng than, chung niềm hạnh phúc với đàn con sinh. Kính chúc cô dâu và chú rể trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phù thê, cung tân nhị, cung hỷ phát tài, tiền vào cửa trước, vàng rớt cửa sau, hai thứ gặp nhau chui vào két sắt. Và xin mời hai em sẽ cùng trở về với thần đoàn tiệc để cùng chúc rượu nâng ly đến các vị khuẩn khách đã về dự với đại gia đình của chúng ta ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa toàn thể các quý vị trân trọng và kính mến. Và như vậy là sau một thời gian làm việc đến toàn thể quý vị, câu chuyện hình tình yêu đại lễ phục quy của Phương Anh, Đức Quảng đã chính thức khép lại tại đây. Một lần nữa xin được kính chúc toàn thể quý cô bác anh chị cùng các bạn trẻ nam thanh nữ tú hiện diện xung quanh về đây sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc cho những ai đã bày tờ thề đầy lơi, nghèo khó thì đầy lơi, tiền chất